Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Lai Châu huy động các lực lượng tập trung giúp người dân khắc phục hậu quả mưa đá, gió lốc gây ra. Phong Thổ tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió, nên từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa to kèm mưa đá và gió lốc, làm 2 người chết và 1 người mất tích, 2 người bị thương. Cùng với đó là thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, hoa màu của người dân. Hiện chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích và giúp người dân khắc phục thiệt hại, di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đối với thiệt hại về người, các cấp chính quyền đã huy động các lực lượng tham gia ứng phó khắc phục hậu quả trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức thăm hỏi động viên gia đình có người chết, mất tích và bị thương. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc sở phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát thiệt hại, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời và khắc phục hậu quả trong sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra. Đối với các hộ có nhà bị vỡ, thủng mái hoàn toàn, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân di chuyển đến nhà người quen, người thân để ở nhờ, ở tạm. Bên cạnh đó, chính quyền đã tuyên truyền vận động nhân dân chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại về nhà cửa. Hội nông dân tỉnh Lai Châu vừa tới thăm và trao tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Theo đó, đoàn đã trao 4 suất quà với tổng trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình là hội viên hội nông dân trên địa bàn xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Đây là những gia đình có người bị thiệt mạng, bị thương trong trận mưa lũ xảy ra vào đêm ngày 23 tháng 4 vừa qua. Những phần quà có ý nghĩa thiết thực là nguồn động viên chia sẻ, tạo thêm động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500m, do vậy thì từ đầu năm tới nay thì trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xuất hiện 9 đợt mưa và mưa đá gió lốc, gây thiệt hại nặng về tài sản của nhà nước và người dân. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã khẩn trương lập đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với các chính quyền địa phương, chỉ đạo khắc phục hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền các địa phương tuyên truyền cho người dân khắc phục, nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì trời vẫn đang tiếp tục mưa. Tuy nhiên là tỉnh Lai Châu đang chỉ đạo huyện Phong Thổ huy động mọi lực lượng để tìm kiếm thi thể cháu Ma A Sinh. Được biết thì huyện Phong Thổ đã nỗ lực tìm kiếm được hai thi thể mất tích trong trận mưa bão vừa rồi. Và cháu Ma A Sinh hiện nay thì đang được chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm như đằng sau cô đệ. Trận mưa đá gió lốc đã làm cho 3 người chết mất tích ở bản Xin Trải và bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tính đến 17 giờ chiều ngày 24 tháng 4, nạn nhân là cháu Mã Sinh, 3 tuổi vẫn chưa tìm thấy thi thể. Hôm qua trời bị mưa đá to, không ngờ lại sạt lở đi, gặp mất cả mẹ con, cả ruộng đất thế. Bây giờ con không tìm đường nữa. 7 giờ 7 rưỡi thì tập trung là mưa to, mà mưa đá rất to là hỏng hết tất cả những cái nhà mà lập lô. Để chúng tôi cũng tập thể thống nhất là chuyển hết bà con vào tập trung những cái nhà đảm bảo để không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng con người của người dân. Đấy, thì bây giờ là tất cả những cái nhà mà giọt nát toàn bộ mà mái tôn bị hết là chúng tôi tập trung huy động bà con là tập trung vào những cái nhà mà người ta có thể đảm bảo hơn về cái tính mạng con người để đảm bảo cho bà con là không bị xảy ra trong thời gian đang mưa mà rất là to này. Sau khi trận mưa đá gió lốc chút xuống, cơ sở vật chất đặc biệt là nhà cửa của các hộ dân ở xã Mù Sang, huyện Phong Thổ gần như bị tàn phá hoàn toàn. Những ngôi nhà chỉ còn trơ khung gỗ, tấm lợp pro-xi-măng vỡ vụn, ngổn ngang, chăn màn và những vật dụng sinh hoạt sũng nước. Đồn biên phòng Giào San, đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Mù Sang đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ để tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời tổ chức rà soát, thống kê thiệt hại. Tuy nhiên, việc triển khai tìm kiếm cũng gặp nhiều khó khăn. Phối hợp với chính quyền địa phương và bà con dân bản dọn dẹp nhà cửa và thu thập thông tin về tung tích, lai lịch nạn nhân mất tích. Qua công tác hợp tác quốc tế, chúng tôi nhận được thông tin là cháu bé mất tích
Phạm Thị Duy sinh năm 2013 được trôi giạt sang bên bờ sông biên giới của Trung Quốc. Và qua trao đổi của Trung Quốc thì hiện nay cơ quan chức năng của Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động điều tra, bàn giao thi thể của cháu trong thời gian ngắn nhất. Huyện Phong Thổ là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa đá gió lốc lần này. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 700 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 13 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 300 hectare hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại. Trước mắt, những gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng sẽ được bố trí ở tạm nhà văn hóa bản, trường học hoặc ở nhờ những gia đình có nhà kiên cố. Trước mắt là chúng tôi ưu tiên tìm kiếm các nạn nhân bị chết và mất tích. Hiện nay thì đã tìm được 2 nạn nhân, thế còn 1 nạn nhân nữa thì chúng tôi đã tiếp tục tìm kiếm bằng mọi khả năng của các lực lượng. Cái thứ hai nữa là đối với lại các cái gia đình mà hiện nay là bị hỏng mái nhà không ở được ấy, thì trước tiên là chúng tôi vận động nhân dân là những nhà mà còn có thể ở được thì cho ở nhờ, và thứ hai nữa là sơ tán lên các khu trường học, các khu trụ sở ủy ban để ở tạm, để sau này khi mà sửa chữa được nhà thì sẽ quay lại để đảm bảo đời sống của bà con nhân dân. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, đợt mưa đá, gió lốc, lũ diễn ra diện rộng trong 2 ngày vừa qua đã làm cho hơn 1.300 ngôi nhà bị tốc mái đổ vỡ, vỡ ngói và hàng nghìn hectare cây cối hoa màu bị đổ gãy, sập nát. Đây là đợt mưa đá, gió lốc lớn thứ 7 xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu và là đợt thứ 5 xảy ra trên địa bàn huyện biên giới Phong Thổ kể từ đầu tháng 3 đến nay, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, hoa màu của người dân. Dự báo trong 1-2 ngày tới, trên địa bàn tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa trên diện rộng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu hiện đang tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương trực ban 24/24 giờ, tăng cường nắm bắt diễn biến phức tạp của thời tiết, làm tốt công tác dự báo để người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Lai Châu cho biết, hiện nay qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông cho các nơi trên tỉnh Lai Châu. Cảnh báo trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây ra mưa rào và dông cho các huyện Mường Tè, Nậm Nhôn, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Phong Thổ, Than Uyên và thành phố Lai Châu. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 7 giờ sáng 26 tháng 4, Việt Nam không có thêm trường hợp nào mắc COVID-19. Số ca nhiễm COVID-19 của Việt Nam là 270 ca, trong đó có 225 trường hợp được chữa khỏi. Như vậy là tính từ ngày 16 tháng 4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Và tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 52.196 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 325 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 9.836 trường hợp, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 42.035 trường hợp. Và để tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội ổn định, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nguyên tắc khóa chặt các nguy cơ từ bên ngoài, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa có thông báo số 142 về việc kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tất cả người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Đặc biệt, người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh từ các vùng dịch, ổ dịch, vùng có nguy cơ cao như huyện Thường Tín, Mê Linh, thành phố Hà Nội, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và các vùng khác theo thông báo của Bộ Y tế.
tích cực tuyên truyền khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi địa bàn khi thật sự cần thiết. Khi ra khỏi nhà, cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phối hợp tốt với chính quyền để phòng chống dịch bệnh. Tất cả các trường hợp vào tỉnh đều phải thực hiện khai báo trung thực, yếu tố dịch tễ trong vòng 14 ngày tính đến thời điểm kiểm tra khai báo y tế toàn dân, ứng dụng nCoV và tuân thủ các hướng dẫn của cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Các trường hợp đi ra vào tỉnh thực hiện các nhiệm vụ công vụ, người thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh thiên tai thảm họa, đưa đón người cách ly, người thực hiện các công việc liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thuộc các dự án, các tổ chức, ngoài các giấy tờ quy định tại mục 3 phải cung cấp các giấy tờ chứng minh như giấy đi đường, quyết định hoặc văn bản cử đi công tác tại Lai Châu do thủ trưởng cơ quan ban hành. Áp dụng các biện pháp cách ly với người đi ra vào tỉnh. Tất cả người nhập cảnh, mọi công dân Việt Nam đi ra vào tỉnh khi phát hiện các yếu tố dịch tễ đều phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định. Đối với các trường hợp vào tỉnh từ các vùng có nguy cơ cao, ngoại trừ trường hợp theo quy định tại mục 4, lực lượng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 giải thích tư vấn tuyên truyền để họ quay trở lại nơi xuất phát. Trường hợp công dân không có hộ khẩu thường trú tại Lai Châu muốn đi vào tỉnh mà không muốn quay trở lại địa phương, áp dụng biện pháp cách ly tại khách sạn, tự trả chi phí trong vòng 1 ngày kể từ ngày đi vào tỉnh. Trường hợp công dân có hộ khẩu tại Lai Châu áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương nơi cư trú. Người lao động làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, công trường giao thông, xây dựng đến từ các vùng có nguy cơ cao được phép vào tỉnh nhưng phải thực hiện nghiêm việc cách ly để làm việc tại cơ sở sản xuất công trường. Người đứng đầu các cơ sở sản xuất doanh nghiệp phải đăng ký với chính quyền sở tại và bố trí xe đón người lao động tại các chốt kiểm dịch liên ngành. Tăng cường hoạt động chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Thực hiện đúng quy trình kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh theo quyết định số 44 QĐ-BCD ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Khi phát hiện phương tiện giao thông công cộng chở quá số người theo quy định về phòng chống dịch COVID-19, kiên quyết tạm dừng lưu thông của phương tiện, tiến hành kiểm soát theo quy định, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và Sở Giao thông Vận tải để xử lý theo quy định. Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tại các huyện, thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với phương tiện công cộng lưu thông trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Phong Thổ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đến từng xã bản, từng hộ gia đình. Nhờ đó mà công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Huyện luôn chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống. Và đáng mừng là đến nay, huyện vẫn chưa có trường hợp nào mắc COVID-19. Phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự. Sau khi có các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công văn chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Phong Thổ đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 từ huyện đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh như hạn chế ra đường, tập trung đông người và nghiêm túc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Theo ghi nhận, người dân và các tiểu thương buôn bán các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn đều chấp hành tốt các quy định. Các khu vui chơi, quán karaoke vẫn thực hiện nghiêm việc tạm dừng kinh doanh. Tại trụ sở làm việc, cán bộ, công chức, viên chức đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người dân. Đồng thời, mỗi cơ quan đơn vị trên địa bàn đều trang bị dung dịch sát khuẩn để người dân sát khuẩn trước khi vào làm việc. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và cái công văn số 6079 của Ủy ban tỉnh Lai Châu, thì Ủy ban huyện Phong Thổ đã chủ động chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các chủ đầu tư, các nhà máy, rồi các cơ sở sản xuất liên quan đến lĩnh vực các công trình giao thông, xây dựng và đặc biệt là các cái lĩnh vực trong các dịch vụ. Thì hiện nay thì là trên địa bàn huyện Phong Thổ đã chấp hành rất là nghiêm túc cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, các nội dung liên quan đến văn bản 2601 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn và chấp hành đầy đủ các cái nội dung đó. Huyện chúng tôi cũng đã có cái kiểm tra và chỉ đạo kịp thời, đồng thời là thông tin thường xuyên, tổ các cái cử các cái tổ đi nhắc nhở, giám sát
việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng. Và đến giờ phút này thì huyện Phong Thổ đã thực hiện đảm bảo và thực hiện nghiêm túc cái nội dung của chỉ thị 16. Ngoài ra, để phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, huyện Phong Thổ đã giao nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng với Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun chloramin B khử khuẩn các trường học, cơ quan trên địa bàn. Tại khu cửa khẩu và đường mòn lối mở, huyện đã chỉ đạo các xã phối hợp với bộ đội biên phòng thành lập các chốt chặn kiểm tra kiểm soát nghiêm ngặt khi có người đi từ Trung Quốc về, tiến hành kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly theo quy định. Ban chỉ đạo huyện cũng đã phân công các thành viên, các cơ quan chuyên môn đến từng hộ, các cơ sở sản xuất kinh doanh tuyên truyền, tư vấn các biện pháp phòng chống dịch. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ra quyết định nào em vẫn chấp hành như thế. Đi số đông người đeo khẩu trang, lại rửa chân tay, xà phòng, nước rửa tay sắt khuẩn. Bọn em vẫn phải mua ở chúng ta, bọn em giao tiếp người ta. Chúng tôi cũng thực hiện cho anh em công nhân là luôn luôn thực hiện theo Đảng và những nước kêu gọi toàn dân chúng ta là phải làm thế nào cách ly được thật tốt. Tức là chúng tôi thực hiện là công nhân là luôn luôn phải đeo khẩu trang và rửa nước sát trùng, và đồng thời là người cách người khi quan hệ là 2 mét. Đấy, thực hiện theo đúng cái chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Đấy, cho nên là tới nay thì doanh nghiệp chúng tôi vẫn một số anh em công nhân còn lại ở lại, một số thì tôi cho nghỉ. Đấy, một số còn lại là vẫn thực hiện rất là tốt theo cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, thực hiện theo đúng cái dịch COVID này, để làm thế nào chúng ta cùng chung tay chung sức để đẩy lùi cái dịch COVID. Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép, đó là vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và các xã thị trấn thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh. Phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự. Công trình chỉnh trang đô thị khu 32 thị trấn Tân Uyên có tổng mức đầu tư là 5 tỷ đồng, khởi công vào tháng 11 năm 2019 với dự kiến hoàn thiện vào tháng 11 năm 2020 để kịp tiến độ dự án đã đề ra. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các nhà thầu chia thành nhiều tổ đội thi công và tuyên truyền nhắc nhở công nhân về việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Yêu cầu các nhà thầu không tuyển công nhân ở nơi khác tới và thực hiện khai báo y tế. Trên ban cũng như bên chủ đầu tư là thường xuyên là mỗi buổi sáng đầu giờ là có người xuống dưới này quán triệt anh em là ở dưới này đi làm là có đeo khẩu trang các thứ. Trong lúc làm thì có giãn cách giữa cự ly giữa mọi người trong lúc lao động. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Cơ bản huyện đã quán triệt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với cán bộ nhân viên, hạn chế tụ tập đông người và thực hiện làm việc qua mạng với những công việc không cần thiết và báo cáo công việc hàng ngày với Ban Giám đốc, chia phân công trực để triển khai các hoạt động trong cơ quan. Thực hiện theo chỉ thị 16 của Chính phủ thì về việc nhắc nhở các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thi công đương nhiên là vẫn phải đảm bảo là tiến độ thi công và đầu giờ và thường xuyên kiểm tra anh em xuống nhắc nhở anh em đôn đốc là thực hiện cái biện pháp đeo khẩu trang và khi mà trong quá trình làm việc đấy thì cũng giữ một cái khoảng cách an toàn tối thiểu là khoảng 1,5 đến 2 mét để đảm bảo được thực hiện cái việc mà theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Trong thời gian tới, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Uyên sẽ tiếp tục sát sao, chỉ đạo xây dựng những phương án hoạt động phù hợp, thực hiện kịp tiến độ xây dựng các công trình, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.